chàng ba tê luôn mọi người. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube Thằng Mập Food của Mập nha. Cả nhà ơi, hôm nay Mập sẽ giới thiệu với cả nhà một món này Mập cũng mới biết gần đây thôi cả nhà. Mập mới biết cách đây khoảng tầm 2-3 năm thôi, mới gần đây thôi mọi người. Hôm nay Mập sẽ giới thiệu với mọi người món bò nấu bò xào pate. Đó mọi người, nghe tên lạ không? Mập mua ngay chỗ Hoàng Thu nè mọi người, ở trong chợ Hoa Hồ Thị Kỷ quận 10 á. Bữa Mập cũng mua ở trong đó cái lẩu bò bữa Mập ăn đó mọi người. Mọi người tìm clip cũ lại coi hộ Mập nha. Mập mua cái này là hai phần á. Một phần của nó phần có 150 rồi mọi người. Cái này là nước chấm người ta cho nè. Thích ăn cái gì thì ăn, có nước chấm sa tế, chao với lại tương ớt. Mà ăn với lại bánh mì nữa nè, bánh mì dài á. Mà mọi người ăn với Mập nha, chấm cái nước pate này ngon lắm. Mà mọi người ăn nha mà mọi người. Khắc luôn. Cái này là mình mua hai phần á, 300 ngàn á mọi người, một phần 150. Để quay nước chấm lên này là chao với lại sa tế mọi người. Chấm thử miếng nha. Ngon quá mọi người. Cái này là hấp cẩm luôn, có lòng với lại thịt luôn á. Cái nước này mọi người. Ngon quá. Chấm bánh mì ăn là xuất sắc luôn. Cái pate này mọi người nó quyện với cái bò á, cái gà, cái vị đặc trưng lắm. Nói chung Sài Gòn này chứ mình cũng thích ít thấy bán cái món này lắm, tại mình ăn ở chỗ này mình ăn lẩu bò á, cái mình thấy chỗ này bán chứ mình không có biết chỗ nào có bán không nữa. Phải uống nè mọi người, hấp cẩm nè. Mặt nóng nóng nè.
thấy chấm sao hợp hơn. Mình dẹp tương ớt rồi luôn. Ngon quá, mọi người ăn với bánh mì hộp nha. Già không cần bò này với người ta luộc trước rồi mọi người. Không ăn. Không hỏng miệng luôn. Mọi người bữa giờ mình bị cạn kiệt ý tưởng rồi mọi người. Giống như suy nghĩ ra món rất là khó luôn á. Mọi người có gợi ý nào cho mình á thì comment ở dưới cho mình biết chứ nha. Nếu mà món nào mình mà nhắm làm được á, chứ bây giờ mình mỗi ngày kiếm món thấy quá không? Không biết nên làm món gì bây giờ nữa. Và làm quá trời món rồi, giờ nó giống như nó xoay vòng vòng vậy rồi. Hết ý tưởng rồi. Ý
với lại tại vì tính chất công việc của mình nó về đêm á nên cũng khó kiếm nguyên liệu này kia đồ nấu luôn đó. Mua ban ngày để sẵn thì sợ nó không tươi. Nên mọi người có ý tưởng gì mọi người gợi ý cho mình với nha. Thích nhất là cái này nè. Bò viên đúng không mọi tiếp tục bỏ bánh mì nữa. Chèn ba tê luôn mọi người. Quá đã cho một cuộc tình luôn. Sao
mọi người thấy cái món ăn hôm nay thế nào mọi người. Comment cho mình biết nha. Mình thấy món này ngon lắm á. Và mình không biết mọi người cảm nhận nó làm sao mà. Mọi người có nhiều bạn cũng hỏi tại sao mình không ăn tôm Alaska, mọi người, tôm hùm Alaska rồi cô Quyền Đế rồi mọi người, cưng giáp rồi á. Nhưng mà mình có nhiều việc mình làm lắm, với lại mình chưa có làm ra được nhiều có nhiều kinh phí để mình ăn tới những cái món đó nữa. Nên để sau này nha mọi người. Với lại mình nếu mà sau này mình có dự định mình ăn cái đó, mình sẽ ăn chung với gia đình mình. Tại vì mình biết là nhiều người trong gia đình mình cũng chưa từng ăn món đó bao giờ luôn á. Nên nếu có cơ hội mình sẽ chia sẻ với những người trong gia đình của mình. Nói chung tôm bự bự thì mình cũng ăn rồi, nhưng mà tôm hùm đồ thì cũng nhớ không lầm là như chưa ăn luôn á. Còn cô Quỳnh Đế thì chắc chắn là chưa ăn bao giờ luôn. Tôm hùm hình như có ăn một lần rồi nhưng mà nhỏ xíu à. Con ké. Ăn thấy mọi người cái nước nó hút hết nước rồi, cái còn ba tê ở dưới đó.
đúng là những miếng cuối cùng là những miếng ngon nhất luôn mọi người. Quá xá đã. À, bây giờ mình ăn xong rồi nè. Cái bắt đầu ngày mai cái mình phải kiếm món mới. Mà nếu mà chạy ý tưởng rồi cái kiếm khó khăn lắm mọi người, nên mọi người có biết cái món nào ngon ngon mọi người chỉ mình á, chứ mọi người góp ý cho mình, gợi ý cho mình cái món nào đó cho mình làm. Còn bây giờ thì cơm no ngủ say rồi. Xin chào mọi người. Mọi người thích mình thì nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha mọi người. Bye bye mọi người.